Đang nén nóng gì ta?
Hơi đau xíu. Không xí đâu chị, hơi nhiều xí chị. Còn đau nhiều xíu nữa đó. Chưa tính tới chắc chưa đau lắm rồi. Quéo quéo rồi. Trải nghiệm lần đầu. Ủa lần đầu nặng hả em? Vâng, trước kia em không có bụng. Bụng nào đi làm xong bụng nó lên. Quấy quấy kìa. Hơi đau các bạn ơi. Đau phân sức thuộc tương tự. Nghe là ưu đi cho mấy chị nặng không đau. Chắc là không đâu. Gầy xỉu rồi. Này, cao huyết áp rồi đây. Chưa chảy nước mắt nè. Bụng này là dị ứng hay sao chị bị? Bình thường nóng trong người cũng bị viêm năng lông nữa kìa. Chị thấy hẳn. Do đi làm tay bẩn cũng hay cống lên chị. Da không, da tím mồ hôi. Tím mồ hôi. Quá là đều. Xương xương thấy nó đau không? Bây giờ lên video xem trên TikTok nó mấy thằng nó đau cỡ nào rồi. Xíu nữa em coi video của em nè. Thôi em cảm nhận được rồi, em không còn coi lại nữa đâu. Coi để xem mụn răng. Chị phóng lên là gấp 10 lần nữa. Xem nó bánh cuốn cực nha. Em không nghĩ mắt em đi đâu. Xem coi bây giờ là như chị cắt một đoạn chị đưa cho anh xem. Em cũng xài iPhone vậy, không mấy chị bán AirDrop cho em về nhà em tự thấm được. Thế đó chị bán. Quéo quéo nãy giờ đó. Tim em đập hơi nhanh rồi chị ạ. Nằm im nè. Sáng đi. Làm xong nè. Nghiến răng rồi trời trời. Đi gọi là chảy nước mắt thật này. Cái mũi như nào. Cũng lắc như chị á. Ai hành bà rứa